Em lên mẫu váy bông tư ghi cả nhà nhá, một mẫu cho mẫu cái váy bông tư ghi màu đen trơn rất là đẹp luôn. Đây mọi người kéo sang một chút, cái này là em bị đang hơi vướng mắc luôn. Đây hơi kẹp vào cái cầu mắc ấy, nên mọi người yên tâm mà khi nhận mình sẽ là lượt nó sẽ hàng mới nhất. Đây mọi người này, form chất bông tư ghi, form ôm và dáng thì là trên gối, không bị quá ngắn mọi người nhé, tầm mét 63, 64, 65 cũng chỉ mặc như em thôi. Tại vì nó đã là form váy chuẩn rồi, em dù nó mét 58 thôi nhưng mặc lên nó chỉ chênh nhau một ít thôi, chứ mọi người đừng nghĩ là 58 thôi, người chênh nhau tận 6-7 phân thôi, mọi người mặc ngắn lên một đoạn không có chuyện đấy đâu. Tại vì em bán nhiều rồi em biết, mọi người cứ yên tâm đi, váy nó đã thiết kế theo form chuẩn như này rồi. Từ khi các chị em khoảng mét 7 thì nó khoảng 8 đổ lên bắt đầu là có sự khác biệt, từ 65 nó không có sự khác biệt nhiều đâu. Rất đơn giản, có đường khuy dọc của phần váy như này mọi người nhé. Túi này, cái này mọi người lạnh một chút có thể khoác cả áo dạ cũng xinh, hoặc là mình mặc không một chiếc váy bông tư ghi như này cũng rất là đẹp rồi. Và nó a mọi người nhé, eo này mà đánh hông ra phía ngoài một chút, form rất là đẹp luôn, cực kỳ xuất sắc, và mặc đây nó rất là trẻ và cá tính đấy ạ, đơn giản mà đẹp. Mình kể cả mình đi chơi đi tiệc cũng thể mặc được, nó đi du lịch mặc với mình phải kết hợp theo kiểu với giày thể thao, mọi cái đôi nào nó ở chất chất một tí cũng ok hết mọi người nhé. Nói chung là giày dép là địa điểm đến thì nó sẽ phù hợp với khi mình đổ phụ kiện đi kèm mọi người nhé.